Nguyễn Trí Hóa, nguyên là giám đốc khu điều trị Phong Quỳnh Lập, được điều động ra làm phó viện trưởng Viện Da liễu Trung ương. Thì sau 20 năm công tác ở viện thì tôi được nghỉ hưu và về mở phòng mạch, chủ yếu là khám thiện nguyện, giúp đỡ bệnh nhân. Sau khi về hưu thì năm 2012 thì tôi phát hiện ra là bị xơ gan, có nước ở bụng, lách thì to, kèm theo là những cái bệnh viêm gan B, kháng nguyên bề mặt, kháng nguyên nhân đều dương tính, đều hoạt động. Thế thì tôi rất lo và uống thuốc nam rồi thuốc tây, trong đó có thuốc diệt virus, tức là clofovir, một ngày một viên, nhưng mà không thể giảm, men gan vẫn cao, ăn uống thì không được, da thì xanh, tôi cũng rất lo. Thì sau đó thì là được một anh thượng tá quân đội giới thiệu môn pháp này, thì tôi bước vào tu luyện. Và tu luyện sau 6 tháng, 8 tháng gì đấy thì là tôi thấy người khỏe lên, ăn ngon hơn, rồi khỏe hơn, da nó hồng hào lên. Còn cái thoái hóa cột sống cổ thì phải nói là tôi thoái hóa từ cổ 1 đến cổ 6, cổ 7. Thì khớp vai nó chen vào cột sống cổ cho nên là cái khớp vai cũng không giơ được, đau, tê. Thế nhưng đến bây giờ thì gần như là khỏi hoàn toàn. Mà trước đó tôi tập dịch cân kinh rồi xuôi người tay trẻ, phải nói là 2-3 năm nhưng mà cũng không thấy giảm. Nhưng mà riêng tập 5 bài này, liền công 5 bài này thì một thời gian là khác hẳn. Là khỏi một cách hoàn toàn, không có tái phát, không có đau như dữ dội như ngày xưa nữa. Nên tôi thấy là tất cả các cái tuyến nội tiết, trừ vỏ não rồi từ tuyến tùng, tuyến yên ra, từ dưới này là cái vùng dưới đồi, tuyến giáp, tất cả các tuyến nội tiết là đều nằm gần cột sống hết. Thế 5 cái bài liền công này từ 71 đến 75 là gần như là tác động lên không những các cái tuyến nội tiết mà hoàn toàn tác động lên các cái nội tạng. Phải nói là sau một năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tôi đi xét nghiệm lại. Tôi đi xét nghiệm 3 nơi cơ. Bệnh viện Bạch Mai, rồi Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, rồi xét nghiệm sinh học ấy, thì là virus ấy, thì ở Viện Vệ sinh Y tế tất cả các chỉ số là bình thường, chỉ có trừ tiểu cầu. Tiểu cầu thì chỉ số bình thường là 120.000 trên 1 ml máu, thế nhưng mà tôi chỉ còn 70.000 thôi, nhưng mà cũng thấy bình thường. Sau một năm tu luyện thì tôi thấy là sức khỏe hoàn toàn bình thường, kể cả cái thần thái, sức khỏe, ăn ngủ là hoàn toàn bình thường. Thì tôi về nghiệm lại trong sách ngài giảng ấy, thì thấy là rõ ràng đây là nghiệp bệnh chứ không phải bệnh. Vì quá khứ mình làm nhiều điều sai quá, nhiều tội quá, mà mình phải khẳng định là tội, làm nhiều điều xấu nên tạo ra nghiệp. Nghiệp thì mới có bệnh, gọi là nghiệp bệnh. Khi mà nhận ra như thế rồi thì một quyết tâm là buông bỏ, quyết tâm là xem nhẹ, quyết tâm là chịu đựng cái khổ, khổ về thể xác, khổ về tinh thần, để mà tiêu nghiệp. Mà tiêu nghiệp tức là tiêu bệnh. Cho nên đến giờ này vô bệnh thật là cũng có logic thôi. Sau khi tu luyện một thời gian thì tôi thấy là lợi ích mình đắc được nhiều quá. Và tôi muốn chia sẻ cho mọi người. Tôi mới nhận ra cái Tây y chỉ chữa bệnh tạm thời thì thôi, rồi cùng tài pháp, đại đa số là tài pháp, chứ ít khi dứt điểm, trừ trường hợp nhẹ thôi. Thế nên là hiểu ra là khi mà tu luyện rồi thì phải trị được tận gốc rễ của bệnh tật. Thế tôi hiểu như thế cho nên là tôi cũng muốn giúp mọi người, giúp những người bạn bè xung quanh mình, mà đặc biệt là người nhà mình cũng như là bệnh nhân đến khám bệnh, đều giới thiệu cho họ. Và những hoàn cảnh mà không có điều kiện để mua sách, mua đài, có khi người ta có tiền nhưng mà lại không biết mua ở đâu, nên tôi cũng để sẵn trong phòng tặng họ, và cũng dành cái thời gian cũng như là ít cái tiền để mà đi các nơi chia sẻ. Thì tôi thấy là nhiều trường hợp huyền diệu vô cùng, không thể tưởng tượng được. Nói tóm lại rất nhiều trường hợp thấy rằng một cái pháp là quá vĩ đại đấy, quá huyền diệu đấy, không giải thích được. Những cái bệnh tình rất là nhỏ của bản thân mình là bỗng nhiên biến hết.
và nhất là cái căn bệnh mà nó biểu hiện ra bề ngoài của bề mặt á, tức là cái bàn tay của tôi bị cái bệnh ả sừng, và đã nhiều năm tôi dùng thuốc và tôi nghĩ rằng là không bao giờ khỏi, nhưng nó cũng đã biến mất một cách thần kỳ. Nhưng điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất đó là sự thay đổi trong tư tưởng của mình. Trong cuộc sống tôi có những cái đau khổ, những cái nỗi đau khổ trong cái nội tâm của mình. Tức là tôi có một đứa con 22 tuổi, cháu học đại học thì mất. Và mỗi khi nghĩ đến cái nỗi đau đó thì lòng tôi quặn thắt và tôi không tìm thấy được cái cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì dần dần tôi buông bỏ những cái chấp trước của mình. Tôi nhận thức về cái bất hạnh, về những cái đau khổ mà mình phải chịu được, thì tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và tôi tìm thấy được cái hạnh phúc thực sự và cái ý nghĩa sống thực sự của mình ở thời điểm hiện tại. Tu Đại Pháp, cái pháp môn này thì quá tốt vì rất hưởng được rất nhiều lợi ích. Chẳng hạn như ngày xưa là mỗi năm bảo hiểm y tế là phải chia cho hai vợ chồng là khoảng ít nhất là vài ba chục triệu mỗi năm đó. Đó là riêng bảo hiểm y tế, mình ít khám đấy. Nhưng mà tôi 4 năm nay thì tôi thấy chẳng phải mất một đồng thuốc nào, không bao giờ đến bệnh viện nữa, không phải sử dụng đến bảo hiểm y tế thì mua cả hai vợ chồng. Khi đang làm giám đốc cái khu điều trị Phong Quỳnh Lập năm 1992 thì được Bộ Y tế điều động ra làm viện phó, phó viện trưởng Viện Da liễu Trung ương, phụ trách cái công tác chống phong của 4 tỉnh Tây Nguyên, từ là Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Thế thì suốt 10 năm chỉ đạo cái phòng chống bệnh phong ở Tây Nguyên ấy, tôi về hưu năm 2012, thì đến nay là hơn 10 năm. Thì bẵng đi một thời gian thì là vài ba năm trở lại đây thì tôi lại nhớ Tây Nguyên, tôi quay lại. Xuống Chư Sê thì thấy có một cái điểm học Pháp, hơn 10 người thì họ học rất là say sưa về Pháp Luân Công. Thì tôi cũng vào chia sẻ, cũng đọc học với họ. Thì thực sự là tôi rất mừng cho họ. Và tôi cũng nói với mọi người là cái đài Pháp này là quá tốt, quá siêu thường, quá huyền diệu mà mình chưa giải thích được. Tôi là bác sĩ, là nhà làm khoa học 40-50 năm nay thì tôi thấy là nhiều điều không thể giải thích được. Đấy, thế thì là tôi cũng động viên mọi người là cố gắng đó, đi Hồng Pháp rồi đi chia sẻ mọi người để được nhiều người hưởng cái lợi ích của Pháp hơn. Thế thì là lúc đầu có hơn 10 người, thì bây giờ là có hơn 20 người rồi, thì là đã đông, nhiều người họ thấy lợi ích quá. Khỏe người ra, hết bệnh tật, rồi gia đình êm ấm, chồng mà nghiện rượu thì lại bỏ rượu. Vừa mà có bệnh tật gì thì là cũng đến luyện công và học Pháp hàng ngày như thế, mà công việc hàng ngày vẫn làm bình thường. Thế thì đa số là thấy họ tốt lên. Đấy, thì thế tôi thấy một cái việc gì mà thấy họ tốt lên về mặt cả đạo đức, cả tâm tính, cả sức khỏe thì mình cứ làm thôi. Thì bây giờ mình gặp cái Pháp này thì tôi thấy có như một cái kim chỉ nam dẫn đường cho mình. Hay nói cách khác là nói cách văn hóa là đã đi trên con đường đại đạo được, tức là đường lớn, chứ không phải tiểu đạo nữa, đường nhỏ nữa. Chân thiền nhẫn, chân chính, nói lời chân, làm việc chân, phản bổn quy chân để trở về cái cõi thiên tiên thiên của mình, vô cùng quý, vô cùng là trân quý. Thì tôi muốn là đem lại những cái lợi ích cho những người xung quanh mình. Đấy, có thể được diện càng rộng càng tốt. Mình nói là cũng rất là cảm ơn Đại sư Phụ Lý Hồng Trí, là một người mà tôi đã từng gặp, được nghe Ngài giảng. Và tôi cũng không có biết nói gì hơn là Ngài đã cho chúng con được nhiều quá, cho chúng sinh được nhiều thứ quá.